một con heo ngủ ngủ chí xị luôn, một con cua và một con khủng long, và một chiếc dao. Chị đang chơi với ai á? Con đang chơi với ai á? Một cái dạo. Hello, sao chị nha? Và một cái đồ xúc cá. Hello, một nha. Cái cuốn sách cho chị giải trí. Thôi chị đọc sách đi. Đọc sách đi, mở sách ra đọc đi nè. Cái này có còn không? Mở sách ra cho chị đọc. Cái này chắc cho chị cho nó khác. Mở sách đi. Mở mạnh lên. Mở nắp này mạnh lên. Nó. Chị đưa dép hồi nãy cho chị đưa dép rồi, cho nên cho chị thêm đôi nữa cho bằng. Đọc sách đi. Quả gì? Quả gì mà to to thế? Quả này quả gì ta? Giỏi quá, quả này quả gì ta? Quả nho mà. Quả nho mà. Quả này quả gì ta? Quả gì? Chui ra đi. Đi ra đi. Thôi. Làm gì á? Hello. Hello sao chị Nga? Tao chị cười đi. Cười khoe răng đi, khoe răng xinh đi, qua răng trắng đâu. Răng trắng tinh đâu. Cười á. Cười, chứ không phải lè lưỡi. Cười. Nhe răng ra. Cười. Nhe răng, nhăn răng trắng đâu. Cười. Răng trắng đâu. À, nhe răng à. Nhe răng nha. Nhe răng đi. Đây là Gina nè, mới mốt Gina. Coi lại nha, mốt chị lớn lên cái chị coi. Chị coi Gina nè, á Gina đâu mất kiến hồi nhỏ Gina nè. Cầm đôi dép lên khoe mọi người đi chị. Nhỏ. Dép của ai vậy ta? Của chị hả? Mà lớn lên còn. Còn, anh hãy giữ tới lớn luôn mà. Anh hãy giữ tới mốt chị lớn luôn. Chị thấy hồi nhỏ chị chơi với Na nè. Chị ngồi vô trong cái rổ nè, đó, thấy không, đó, đây là Gina nè, dễ thương cute nè, đó. Mốt Gina lớn lên, cái Gina mọc thù lù, cái Gina nói, con nhỏ nó ốm nhôm nhắc vậy. Mốt Gina mập lên á, mốt Gina lớn á, Gina hình thiếu nữ, Gina mập lên, đẹp ra. Cái Gina nhìn lại, ủa sao con nhỏ nào đeo mất kiếm, hai mảnh dây chai đeo, hai mảnh dây chai mà ốm nhôm nhắc, đen thui thù lù vậy. Ủa rồi con bé nào ngồi trong cái rổ mà xinh thế? Ở là không thấy dì Su đâu. Dì Su đâu rồi? Su bắt điện thoại rồi hả? Su đâu rồi? À giờ chị nói cho dì Na nghe đi. Nhà của dì Na ở đâu? Dì Na ngủ ở đâu? Ngủ ở nhà nào? Ừ, nhà bên đó là nhà bên nào? Nhà ngủ của nhà ngủ với ai? Dì Na ngủ với ai? Ông gì? Ông gì nói lớn lên. Đâu phải. Ông gì? Ông Út với bà gì? Bà Út. Ừ, dì Na ngủ với ông Út với bà Út. Còn Su thì ngủ với ai? Bà Chính. Ừ, bà Chính, ông Chính. Rồi còn chị ngủ với ai? Ngủ với ai? Chị ngủ với ai? Chị nói cho Nana nghe đi. Chị ngủ với ai? Ngủ với ai? Hả? Chị ngủ với ai? Cái gì á? Cái gì á? Té nha, té đáng chịu nha. Té đáng chịu nha. Sự đứng đây là có việc gì đúng không? Sầm bờ cha cha đi thế. Đóng cửa, mở cửa. À. Đây là siêu quậy. Đâu anh Hải quay mặt anh Hải rồi. Nè, đó, bố nè, bố chị thấy bà Hải nè, đó. Anh trai chưa? Chụp cho anh như vậy. Mới đi vừa mới đi quỷ mới đi vừa đi cái kẹo đó cái gì á? Thôi chị hát bài con cào cào đi. Cào cào có cái bánh xanh xanh, hát đi, hát con cào cào cho bé bé em bé này coi đi, em bé này nghe đi. Con cào cào xanh 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 nó bay rất từ lùm lùm gì có cào rất thích thể thao nên mới nhanh mới cao à. Rồi muốn khỏe thì phải tập thể thao, ai muốn
khoe đẹp thì phải tập thể thao. Con cao cao. Hai nó lại đi, lớn lên. Con Dì Na vỗ tay nha. Hai, ba. Con cao cao. Chị làm gì á? Chị làm gì á? Trái tim hả? Hay hình tam giác? Giờ trái chả gì? Trái chả gì? Của em bé mà. Em bé đó tên gì á? Thái sĩ hả? Bé nè. Trời ơi trời ơi, mấy thái sĩ quậy nè. Mấy thái sĩ còn tên là gì? Đi học chứ con tên gì? Đi học con tên gì? Thôi bye bye bé đi. Bye bye em bé nha, mi gió em bé đi.